Vâng, em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc. Trong cái phiên bán hàng ngày hôm nay thì em lên một số cái đơn hoàng thảo kèn gửi tới các bác. Kèn thì mùa này nó đã rụng hết lá rồi nhé các bác nhé. Rụng hết lá là nó sẽ đợi hoa. Đấy, trong cái phiên bán hàng ngày hôm nay thì em chọn toàn những cái cây thân thủ nó đẹp thôi, to đẹp cho các bác để các bác về các bác chơi hoa. Vì nói thật với các bác là những cây cây hoàng thảo kèn thì những cái cây nào kể cả lan rừng hay tất cả các loại lan, những cây nào mà nó khỏe, thân thủ nó to thì khi mà nó nở hoa nó sẽ nở căng và chuẩn khuôn bông. Chứ còn những cái cây mà nó còi còi khi mà nó bản thân nó nuôi nó không nổi thì khi mà ra hoa thì hoa nó sẽ không được đẹp, không được căng, không chuẩn khuôn bông. Đấy, thì hôm nay em sẽ chọn toàn những cái cây đẹp để bán cho các bác. Đây là một cái đơn như này nhá, có hai thân nhá các bác nhá. Hai thân to đẹp này. Đã xuống lá nhá các bác nhá. Cái này về gửi về đến các bác là các bác yên tâm, cứ chăm tưới bình thường thôi. Cái mã này là mã B21, hai thân này, có giá 280.000 các bác nhá. 280.000. Một cái thân này được 20 sen, một thân được 30 sen. Thân này hơn 20 sen, thân này được 30 sen. 280.000. Cho mã B21 nha các bác nhé, 280.000. Đấy, hai thân như này. Về các bác lấy cái kẹp các bác dựng nó lên như này. Đến mùa hoa nó nở chỉ cần hai thân này thôi, nở hoa đã rực rỡ rồi. Riêng cái dòng kèn này, cây nhỏ nó cũng nở hoa các bác nhé. 280.000 cho B21. Đấy, tiếp theo vẫn là hai thân nha các bác nhé. Hai thân. Thân này được 20 cm, thân này cũng được khoảng 30 cm nhé. Đấy. B22 cũng 280.000, hai thân nhé các bác nhé. Đấy, hai thân như này. Về các bác dựng nó lên cho em như này. Đấy, dựng nó lên đến mùa hoa là nó cực đẹp nhé. 280.000 cho B22. Hoàng thảo kèn Lai Châu thì mùa này về các bác chỉ chăm tưới bình thường chơi hoa, không phải cầu gì phân thuốc cái gì cả, vì nó đã thắt ngọn nó ấy rồi, đợi hoa rồi. Tiếp theo đơn B4, ba thân như này có giá 400.000 nhé các bác nhé. B4 400.000, ba thân. Đấy, thân này được gần 20 cm, thân này được 20 cm, thân này được khoảng 30 cm, ba thân như này. Em lên cả những đơn ít tiền, cả những đơn nó nhiều tiền để cho các bác sưu tầm nhé. B4 400.000. B4 400.000 nhé các bác nhé. Đấy, những cái đơn như này 400.000. Hoàng thảo kèn. Tiếp theo cũng là ba thân nha các bác nhé. Ba thân. Thân này được khoảng gần 30 cm, hai thân này mỗi thân hơn chục cm, có giá 380.000. 380.000 cho B25. 380.000 các bác nhé. B25 380.000. Đấy, ba thân như này. Thân nhỏ như này nhé, nó vẫn ra hoa nha các bác nhé. Riêng cái kèn nó rất dễ ra hoa. Thân này nó được khoảng tầm 15 cm rồi, hai thân này vẫn ra hoa bình thường nha các bác nhé. Riêng cái dòng kèn của Lai Châu ấy. Đấy. Về các bác cứ chăm tưới bình thường thôi. Đây, một chậu bốn thân nha các bác nhé. Đấy, bốn thân như này. Một thân dài nhất được khoảng 20 cm, thân dài nhất được khoảng 20 cm, còn ba thân thì nó bình quân nó cứ khoảng tầm 17-18 cm. Đấy, gần 20 cm. Bốn thân này có giá 400.000 các bác nhé. Bốn thân như này có giá 400.000. 400.000 cho bốn thân hoàng thảo kèn như này. Đấy, nó xuống lá rồi, về các bác cứ yên tâm, về các bác có thể là thay chậu cho em được, thay chậu, nhưng mà các bác nhấc khéo ra nhé, hơi tối thì phải. Đấy, các bác nhấc khéo ra cho em, cứ giữ nguyên cả giá thẻ nhé. 400.000.
cho B30. B30 400.000 các bác nhé. Đây. Tiếp theo. B10 380.000. Cái này thì có 3 thân. Mới cả một cái thân con này nữa này các bác này. Đấy, một cái thân con này. Đây. 4 thân, tổng là 4 thân nhá, cả cái thân con này nhá các bác nhá. Đây này, thân con này. Đấy. 4 thân. Cái này thì nó cũng được khoảng gần 20 sen thôi. Gần 20 sen. Đấy. 380.000 cho B10 nhá các bác nhá. 380.000 cho B10. Hoàng thảo kèn. Cái này thì về nhé các bác. Nó khoảng tầm 1 tháng nữa. 1 tháng nữa nhé các bác nhé. Thì các bác có thể là thay chậu cho em. Cứ bây giờ về các bác cứ để nguyên như vậy. Những cái này thì em đã làm hoa Tết rồi nhé các bác nhé. Em đã làm hoa Tết rồi. Những cái như này em đã làm hoa Tết rồi. Khoảng tháng nữa các bác thay chậu cho em. Để cho nó về cho cây nó ổn định đi, xong các bác thay. Tiếp theo. Mã B5 380.000. Hai thân này mỗi thân được khoảng 2 năm sen, hơn 2 năm sen. Hai thân này, một thân, hai thân và một cái thân con này nữa nha các bác nhá. Đấy. Các bác để mà các bác muốn sang năm thành một chậu to ấy thì cũng trong vòng 1 tháng nữa. Trong vòng 1 tháng nữa các bác nhé. Các bác mua một lọ kích tư duy xanh. Các bác phun ở gốc cho em. Phun trực tiếp vào gốc. Đấy. Các bác pha nước hoặc là nếu mà các bác lấy cái tăm bông ấy. Lấy cái tăm bông các bác hút một chút thôi. Hút một chút. Lấy cái xi lanh hút một chút thôi. Các bác pha vào nước tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ 1:1 nhé. 1cc thì các bác cho khoảng 1cc nước vào. Thế là các bác lấy cái tăm bông các bác bôi hết vào cái mặt gốc cho em. Bôi hết sạch vào. Các bác bôi đẫm vào hoặc phun vào cũng được. Thì mỗi cái thân này nó sẽ ra thêm cho các bác hai cái mầm gốc nhé. Có nghĩa là ba thân này nó thành 6 cái mầm gốc. 380.000 cho B5. B5 380.000. Đấy. Cũng ba thân nhé. Ba thân này thì thân này nó được hơn 20 cm. Thân này cũng được hơn 20 sen. Đấy, thân này được gần 20 sen, ba thân. Ba thân các bác làm thì sang năm nó sẽ thành 6 thân cho các bác nhé. 400.000 cho B9 nha các bác nhé. 400.000 cho B9. Đấy. Những cái cây như này thì em chọn hôm nay chọn toàn những cái cây đẹp bán cho các bác thôi. Còn những cái cây mà nó còi các thứ thì em không bán. Cái thứ nhất là về các bác là khó chăm. Cái thứ hai là khi mà nó nở hoa ra thì bản thân cái cây này, này nó không nuôi nổi nó thì hoa nó sẽ nở, nó có nở nhưng mà nó sẽ bông hoa nó không được căng, không được to đẹp. Đấy. Thì hôm nay em chọn toàn cây đẹp thôi. Cái này có 4 thân nhá các bác nhá. Một thân nhỏ này. Hai thân nhỏ này. Và một cái thân này được khoảng 15 cm này. Thân này được khoảng 30 cm này. Đấy, thân này được khoảng 30 cm này. Có giá 400.000 cho B2 nhá các bác nhá. 4 thân như này. 4 thân nhỏ nhé. Một thân nhỏ, hai thân nhỏ. Thân này được 15 cm này. Thân này được khoảng 30 cm. 400.000 cho B2. Cái thân nhỏ nó vẫn ra hoa các bác nhé. Riêng cái dòng hoàng thảo kèn này nó rất dễ hoa. Chứ không phải là không dễ hoa đâu. Cho nên là các bác cứ yên tâm. Tiếp theo. Một cái đơn hoàng thảo kèn nữa. Thân này được khoảng 15 cm này, thân này được khoảng 15 cm. Và thân dài này được khoảng 20 cm này. Đấy, nó còn một cái thân còi còi nữa đi. Một cái thân còi còi này em không tính, nhưng mà cái thân còi này về các bác mà làm mầm gốc ấy, thì nó sẽ đẻ thêm cho các bác hai cái mầm gốc nữa nhá. 4 thì thành 8. Đây em tính có 3 thân thôi. 3 thân này. B22 350.000. 350.000. B22. 350.000. Tiếp theo. 4 thân nha các bác nhá. Đấy, 4 thân. Thân này được khoảng thân này được gần 20 cm này, thân này hơn chục cm này, thân này được khoảng gần chục cm này và một thân này được 25 cm.
Đấy, em nói cái số đo này, em số đo em áng thôi nhé các bác nhé. Số đo này em nói em áng thôi chứ không phải chuẩn, không phải chuẩn đét 100% đâu nhé. B29 420.000. 420.000 các bác nhé, B29. Đấy, về các bác dựng lên cho em như này. Về các bác lấy kẹp kim, các bác kẹp vào đây, đến mùa hoa thì nó sẽ rực rỡ luôn. Đấy, đến mùa hoa thì nó đứng hết lên thì cây cối nó rất đẹp, hoa rất đẹp các bác nhé. Tiếp theo ba thân nhé các bác nhé, thân này được khoảng gần 30 sen này, thân này hơn chục sen này, thân này được khoảng tầm 15 sen này, còn một cái thân nhỏ xíu xíu đây nhé. Đấy, một thân nhỏ nhỏ xíu xíu đây, 1 này 2 này 3 này. Những cái như này nhá, những cái cây nó còn lá như này về đến tay các bác có thể nó vàng lá, nó rụng hết lá không vấn đề gì đâu nhé các bác nhé. Đấy, vì cái dòng kèn này nó phải xuống lá nó mới ra hoa được. B1 380.000 nhé các bác nhé, 380.000 cho hoàng thảo kèn. Đấy, em lên cái chậu chậu này thì sang năm thì nếu mà các bác mà mua làm giống thì sang năm thì chậu này cực to 5 thân. Đấy, 5 thân các bác nhé. Đây, 1 thân này, 2, 3, 4, 5 thân. 5 thân này thân dài nhất của nó được khoảng 20 cm, còn những cái thân này gần 20 cm này. Còn bình quân nó cứ hơn chục cm nhé. Vẫn có hoa nhé các bác nhé, những cái thân nhỏ này năm nay vẫn có hoa nhé, những cái thân như này này. Đấy, vẫn có hoa, các bác cứ yên tâm là vẫn có hoa. B24 420.000, 5 thân 420.000 các bác nhá. 5 thân này 420.000. Tiếp theo, 2 thân nha các bác nhá. 2 thân. Đấy, một thân này được gần 30 cm này, thân này được 20 cm này. Đấy. 2 thân. 280.000 cho B20 nhé các bác nhé, 2 thân. Đấy. Về các bác thì dựng lên như này cho em nhé. Đấy, các bác lấy ghim kẹp vào một bên này, một cái các bác kẹp vào đây. Đấy. Tạm thời là các bác cứ để nguyên đi, để khi nào nó có nụ thì các bác lại dựng nó lên để chơi hoa. Đấy. 280.000 cho B20. Tiếp theo cầm lên cái chậu 5 cái trắng Phú Thọ nha các bác nhá. 5 cái trắng Phú Thọ này có một thân này, một cái này được khoảng gần 50 cm, được khoảng một thân gần 50 cm nha các bác nhá. Mới là một cái kỳ xấu xấu đấy, một cái kỳ xấu xấu nó đã ra rễ. 200.000 5 cái trắng Phú Thọ các bác nhá, 200.000. Tiếp theo em có dây kỳ hồng nguyên thủy này nhá các bác nhá. Dây kỳ hồng nguyên thủy 1 2 3 4 5 6 7, 7 kỳ như này. Đấy, em bán cho các bác với giá là 500.000 nhá, 500.000 cho cái dây kỳ này nhá. Đấy, các bác nào mà lấy về làm giống ý. Đấy, lấy về làm giống thì các bác nên lấy cái dây này về làm hồng nguyên thủy. Những cái này em nói thật các bác ý, mọi năm một cái mắt nó bé tí như này, cái thân bé tí như này, đã mua 10 năm 20 triệu một cái như này. Đấy, 500.000 các bác nhá. Tiếp theo em lên cho bác chậu 5 cái trắng Phú Thọ cực to nhá. Đấy, một thân, 2 3 4 5 6 7 thân, 7 thân, 800.000 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá, 800.000 cho 7 thân này. Đấy, thân này được khoảng tầm hơn 40 cm này, thân này được khoảng 25 cm này, thân này được khoảng 25 cm này, thân này được khoảng 50 cm này, thân này được khoảng trên 40 cm này, thân này 40 cm này. Đấy, thân này cũng trên 40 cm này. Đấy, các bác nhá. Đấy, cái số đo là em nói qua là như vậy nhá. Số đo áng áng thôi nhá các bác nhá.
800.000 cho B35, 5 cái cháu Phú Thọ. B36 nha các bác nhá, 5 cái trắng HO nhá. Một thân này. Thân này được khoảng 20 sen này, thân này được khoảng chục sen này. Thân này được khoảng 15 sen này. Đấy, thân này 25 sen này, một thân khoảng 20 sen này, đấy. 1 2 3 4 5. 5 thân nhá các bác nhá. 5 cái trắng HO. Đấy. B36 500.000, 5 cái trắng HO, 5 thân nhá các bác nhá. 5 thân. Tiếp theo em lên cho bác chậu của HO tiếp nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 thân. 8 thân, những cái thân như này dài 6 70 cm nhá các bác nhá. Hai thân như này dài được khoảng 6 70 cm. Đấy, những thân như này khoảng 40 cm này. Còn toàn cứ 20 trên 20 từ 30 nhá các bác nhá. Đấy, 3 40 đấy. B31 có giá 1 triệu nha các bác nhá. Có giá 1 triệu 5 cái trắng HO. Tiếp theo chậu Phú Thọ nha các bác nhá. Phú Thọ mỗi thân được khoảng 80 sen đấy các bác nhá. Mỗi thân được khoảng thôi nha các bác nhá, khoảng 7-80 sen đấy, em cứ nói số đo khoảng 7-80 sen. Có cả có hai kỳ này nhá các bác nhá, hai kỳ như này. B32 480.000. 480.000 các bác nhá. Đấy, 480.000. Rồi, trên đây là toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay, mong các bác ủng hộ. Em xin chào các bác.